Đây là con những sản phẩm này, càng nằm đen thì mày càng nằm bên kinh phải. Thì sản phẩm này là cái sản phẩm con ngựa, con mèo anh chị các bạn, con mèo. Thì sản phẩm này màu sắc nó cũng sẽ ngẫu nhiên anh chị các bạn, một cục đóng rối là 12 con, có thể là màu tím và có thể là màu hồng ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh chị và các bạn xem cái hình cụ thể ha. Đây anh chị và các bạn. Đây con này nó hơi bị to anh chị các bạn. Đây mình sẽ quay từ dưới bên trên để chị các bạn xem ha. Đó, nó khá là to luôn anh chị các bạn. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu vào ha. Thì kích thước sản phẩm này anh chị các bạn cập nhật vào website của mình ha, link có để dưới phần mô tả. Anh chị cập nhật vào website của mình để xem kích thước của sản phẩm này là nó dài bao nhiêu ha. Rồi. Mình sẽ đi sơ nét chị cái phần quần này, mình cho anh chị các bạn xem ha. Đó, cầu bơm nằm như này anh chị các bạn. Rồi, hai mắt nằm ở đây. Rồi, mình coi thử con này cái chân nằm ở đâu ha, cái càng á. Càng nằm ngang cổ nha chị các bạn. Cái càng của sản phẩm này nằm ngang cổ. Đó, rồi, cái sản phẩm này nằm ngang cổ chị các bạn. Rồi, một sản phẩm ha. Rồi, tiếp theo mình muốn ghi cho chị xem nó là mẫu gì. À. Đây, cái mẫu này. Đây là cái kiếm nha chị các bạn ha, cái kiếm. Kiếm thiên lôi hay sao á. Thì một cục chỉ là 12 con nè, một cục chỉ là 12 cái nha chị các bạn. Đó. Thì như mình cập nhật bữa nay là như là bao bóng phao như là các mẫu như là đã mới hết luôn anh chị các bạn, mới hết các mẫu bóng phao rồi đó. Thì anh chị và các bạn xem mẫu mã nào được thì lấy về bán nha. Tại vì mỗi một địa phương, mỗi một địa điểm á thì nó sẽ có cái sản phẩm khách hàng khác nhau, thì cái sản phẩm buôn bán mình sẽ khác nhau. Đây anh chị các bạn xem cái sản phẩm này ha. Cái sản phẩm này kích thước khá là bị dài á. Cái khung hình này mình không thể nào mình quay một cái một cho hết anh chị các bạn xem một cái sản phẩm được. Mình sẽ kéo anh chị các bạn xem lên. Đó, khá là dài. Rồi bên đây cũng vậy nha. Dài lắm anh chị các bạn. Rồi. Cái cổ bơm thì nằm ở đây nha, cổ bơm nằm ở đây. Ở đây nó không có càng anh chị các bạn, không có càng. Cái chỗ nắm này là nó hơn một cái nắm của mình á, hơn một cái nắm anh chị các bạn. Cái bề ngang của sản phẩm này á, mình cho anh chị bạn xem tận chân ha. Còn kích thước cụ thể thì trên website có rồi. Đây, một gang nè, một gang dư một xíu nữa, khoảng có 2 tấc mấy anh chị bạn. 2 tấc 4 ha. Rồi, đây là sản phẩm cây cây kiếm ha. Rồi, tiếp theo muốn ghi cho anh chị xem đó là mẫu gì. Mẫu này là mẫu con ngựa anh chị bạn, ngựa vằn ha, ngựa vằn. Con ngựa vằn thì một cục cũng là 12 con luôn. Con này như là có một màu là màu trắng anh chị bạn, nhưng mà màu sắc nó có thì mình cũng lấy ngẫu nhiên cho chị các bạn ha. Đây, anh chị bạn xem đây, đây là ngựa vằn ha. Ngựa vằn. Đây. Anh chị xem chi tiết ha. Cờ bơm nằm đây chị bạn. Đây cờ bơm nằm đây. Đây mình coi những sản phẩm này càng nằm đây chị bạn, càng nằm ở bên kinh phải. Đó. Rồi đang ngựa vằn nhé, mặt nó. Rồi tiếp theo mình ghi cho anh chị xem đó là cái mẫu này mẫu gì. À cái mẫu này là cái mẫu quả banh nha chị bạn. Banh thì banh nó thì nó có nhiều mẫu ha, banh bảy màu nhỏ, banh 12 khía, rồi banh quả bông bi ha, banh bi nghĩa là trên quả banh nó có những cái đốm đốm giống như quả viên bi mình nhé. Thì hôm nay có một cái mẫu mới nữa là cái mẫu banh lồng. Nói chung là phải mẫu mới, mẫu có lâu rồi nhưng mà hôm nay mình sẽ cập nhật cho xong luôn cho anh chị các bạn. Thấy mẫu nào mã nào bán được thì lấy về bán thôi. Đây, ở đây mình có bơm sẵn nè. Thì banh lồng có nghĩa là sao? Rồi, banh lồng có nghĩa là sao anh chị các bạn? Banh lồng có nghĩa là... Rồi, banh lồng có nghĩa là sao anh chị các bạn? Banh lồng có nghĩa là bên trong nó có lồng mẫu con gì đó anh chị các bạn. Có thể là lồng con mèo Kitty ha, đây là mèo Kitty nằm bên trong nè anh chị các bạn. Và lồng con Doraemon anh chị các bạn. Nó có nhiều loại lồng ha, nhưng mà tôi nói luôn nha, gọi lồng. Màu sắc của sản phẩm này nó cũng sẽ thay đổi anh chị các bạn. Một khía là một màu ha, màu xanh nè, đây màu trong, đây màu đỏ, đây màu vàng ha, vàng, màu cam đây, màu cam anh chị bạn, cam á, mình vô cam nó coi là màu nhẹ nhàng. Màu sắc của sản phẩm này sẽ thay đổi theo ngẫu nhiên nha chị bạn. Anh nó có hai chỗ bơm, một chỗ bơm hơi này lên, còn ở đây một chỗ bơm mới lồng lên chị bạn, mới lồng lên ha. Cách bơm như thế nào thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ rồi. Thì các bạn có thể cập nhật về trong web của mình lên là cách bơm bóng phao ha, nhanh nhất thì chúng nó sẽ có người chỉ rồi ha. Rồi. Rồi xin cảm ơn chị các bạn đã xem video nha.